Vâng, với cái thời tiết ở ngoài Bắc thì mùa hè phải nói là cực kỳ là oi bức luôn. Đấy, mùa đông thì chết rét, mùa hè thì chết nóng ạ. Chính vì vậy thì cửa hàng em cũng tìm rất là nhiều các dòng xe cửa tiền rẻ rẻ để cho bà con cô bác mình, ai mà có tầm tiền ít mà chúng ta muốn mua một chiếc xe ô tô để phục vụ gia đình, tránh mưa tránh nắng. Đấy, cũng như là ai mà có nhu cầu tập lái thì ạ, thì những cái dòng xe cửa tiền vài chục nó cũng rất là hợp lý luôn. Thì ngày hôm nay đây em sẽ giới thiệu cho bà con cô bác xem một chiếc xe Cherax Spark. Đấy, được sản xuất năm 2011, cái này mới về cửa hàng bên em nhé. Chiếc xe được mang trên mình nước sơn màu trắng và biển thủ đô Hà Nội. Với dòng xe Spark này thì nó được nguyên bản của nó là đang sắt nguyên bản theo xe này. Đấy, lốp dép của chiếc xe thì nó cũng còn khá là dày. Hệ thống đèn của chiếc xe đây, cặp đèn này thì chủ xe người ta mới thay nên là đèn nó rất là sáng nhá. Biển 29A23083. Đăng kiểm của chiếc xe này còn dài, tháng 6 2024, một năm nữa nhá. Đấy, một năm nữa mới hết đăng kiểm. Lốp thì con này cũng về dòng xe rằng tập lái mà. Đấy, chỉ sợ thì lốp của nó con này cũng còn tương đối thôi. Đấy, tương đối thôi ạ. Chắc tầm khoảng được 50%. Đấy, và với dòng xe Spark này nguyên bản của nó là đang sắt. Một số con thì chủ xe người ta độ, nhưng mà một số con người ta để nguyên bản. Đấy, nguyên bản nhá. Đăng kiểm của chiếc xe đi ạ, tháng 6 2024. Và với chiếc xe Spark này, đấy, em đang bán với giá chỉ có vài chục triệu thôi. Đấy, vài chục triệu. Kể cả là lương công nhân vài triệu thôi. Đấy, vài triệu một tháng thôi là cũng đã có thể mua, đấy, sở hữu được chiếc xe Spark 2011 này. Có màn hình rồi này, trần thì trang bị trần da, nội thất cũng là ghế da rồi thì ạ. Với dòng xe Spark thì kính điện và gương của nó chỉnh bằng cơ đây. Đấy, chỉnh bằng cơ nhé. Máy con này thì nổ rất là ngon. Thực sự thì những dòng xe tập lái này thì những cái phần keo chỉ của chiếc xe thì thực sự thì nó cũng không có cái gọi như là cái chỉ zin được. Đấy, không có chỉ zin được. Nhưng mà cái về phần cột kèo sắt xi, như là về phần gọi như là đâm đụng nặng thì thực sự thì tập lái hay tập lái thôi, nhưng mà em đi mua xe thì cũng phải kiếm cái con nào nó ổn ổn một chút, nó đẹp đẹp một chút, vì thuận mắt mình thì mới thuận khách được. Đấy, mình đẹp thì khách mới mua, chứ còn nếu mà mua một chiếc xe mà lát quá thực sự thì về nó cũng rất là bỏ khó bán, và người đến xem xe thì người ta cũng chê và người ta cũng không mua. Đấy, chính vì vậy dòng xe tập lái, nhưng mà em cũng đã lựa chọn những cái dòng xe nó ngon một chút. Đấy, ngon một chút, chất lượng một chút. Đấy, chứ cũng không phải là lát quá để về mua về phục vụ cho bà con được. Vâng, nếu bà con mình đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe Spark 2011 này, đấy, thì có thể nhấc máy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397265286 nhé. Đây, cửa giả đóng đấy ạ, rất là ok luôn. Đấy, nó rất là khít này. Đây, đấy, đây, cửa giả đóng này. Đấy, rất là ok, rất là ngon luôn. Đây, những cái phần với dòng Spark thì ngày trước đây thì nó có dịch vụ, chắc chắn là có rồi. Sẽ có con gia đình, nhưng mà cái số lượng của nó ít thôi, 100 con thì họa chăng mới có con thôi. Chứ còn những dòng này thì ngày xưa thì người ta chạy dịch vụ, đa số là nhiều. Đấy ạ. Đấy, vừa rồi thì em cũng đã nổ máy rồi. Đấy, hệ thống xi nhan các kiểu này. Đây, màn hình đây. Đấy, màn hình vẫn nghe nhạc được bình thường nhá, vẫn nghe nhạc bình thường được luôn. Điều hòa đây. Đấy ạ. Đấy. Bây giờ thì em sẽ quay phần khoang động cơ của nó luôn này. Vâng, máy nổ còi kêu, bốn bánh quay đều đấy ạ. Điều hòa của nó là rất là mát luôn. Đấy, máy thì đang hiện tại đang nổ đây. Với dòng xe Spark này thì nó chỉ trang bị 3 máy thôi. Đấy, vì 0.8 mà. Đấy. Đấy, máy nổ rất là ngon nhá, rất là ngon luôn. 3 máy thôi, nhưng mà khi mà em ra lên thì tiếng máy của nó là rất là ok. Đây, cái phần nắp dầu của nó này. Ôi, rất là chặt, không thể mở nắp dầu được. Đấy, nhưng mà
nếu mà chúng ta kiểm tra thì chúng ta có thể mở cái kiểm tra cái phần thâm dầu đây. Đấy, thì chúng ta kiểm tra cũng được. Nếu mà xe nào mà có hiện tượng thì nó hỏng hóc kia, đấy, máy mà không tốt thì chúng ta chỉ kiểm tra là xe nó có hơi thừa hay không này. Đấy. Đây, máy đổ đây. Đây cơ quan đang hoạt động kìa. Và đèn thì cái này chủ xe họ thay đèn, cho nên là gì nó rất là sáng đây. Cặp đèn này cặp đèn mới của nó nhá. Đấy, cặp đèn mới ạ. Đây máy tương đối đẹp này, khô ráo, không có hiện tượng ngấm dầu và chảy dầu. Rất là ok luôn. Đúng là một chiếc xe máy lổ còi kêu bốn bánh quay đều đấy ạ. Điều hòa mát chất nhá. Dạ vâng, chỉ có vài chục triệu cho một chiếc xe tập lái chống mưa tránh nắng cho Chevrolet Spark 2011. Với động cơ 0.8 phải nói là siêu tiết kiệm luôn, chỉ tầm khoảng 4 lít rưỡi trên 100 cây thôi. Bà con cơ bác mình đang có nhu cầu thì hãy nhấc máy gọi điện cho em qua số hotline là 0397265286. Và đặc biệt bà con xem thì nhớ ủng hộ cho em một lượt like, một lượt chia sẻ và ấn đăng ký kênh nhé. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo ạ.